Số đo lớn hơn bé Như ha. Lớn hơn bé Như khoảng tầm 10 phân á, nhưng mà nhờ bé Như thử. Đây, cái này là mai sát nách. Rồi cái phần cổ nè ha, cái phần cổ là có bâu ha, cái này là mai cổ có bâu. Có bâu là nút thắt lúc nãy nè, lúc đó mình chỉ nè, mình hướng dẫn thắt nè ha. Đây, mình quay từ xa nha. Quay xa ra nha. À, cái đó là tại vì bé Như nó nhỏ hơn cái vị khách của mình nha, cho nên mặc cái áo nó bị rộng nha. À, cái này là mình khoe. Mặc cái mai cái sẫm như vậy mình may lỡ lửng nửa mông, mình mặc chân váy rất là dễ thương. Nên mình quay cận cảnh cái nút lại ha. Cái này là mình may cái áo này là mình may cái sát nách nè, mình may sát nách viền viền mí nè, viền giống như là cái tà áo của mình luôn á. Với lại như thí dụ như mấy cái chỗ này là không phải nó bị đụng nha, tại vì người ta lớn hơn, người ta mặc sẽ căng ra ha. Rồi cái phần này là mình tra dây kéo nè, chứ không phải mình đơm nút đâu, tra dây kéo kéo rất là khít luôn, không bị hở ngực ha. Rồi tới đây là xong.